phải không? Lên đây ngồi, cái ngồi cái nghe nó nói chuyện, mà dòm đây không thấy ai mà cũng vẫn nói chuyện. Cái óc của chị nổi lên cùng á, chị nói má ơi, má ghéo vậy đó. Bà hỏi gì với vợ lạ? Trời ơi, ai nói chuyện con kẹt kìa bà. Bà đây, mày nói bậy không? Thiệt. Ôi, con chạy ra ngoài con đứng cái được. Bà mày ngồi đó đi tao xuống. Xuống thì vẫn nghe. Hai mẹ con nghe có nói gì nữa. Bà mẹ mẹ lâu lâu con cái tao về đi tìm tao đó nghe. Đủ mẹ mày có gì là tao bỏ đốt mày đó. Ồ. Đây miệng cái kìa. Đây cái miệng nè. Cái miệng nè, cái này trên cái phần u. Cái đầu. Nè. Cái nằm kìa. Cái dạ dưới nè, cái lượng dạ dưới nè. Ờ. Nằm phanh một tròn ha, đẹp ha. Cục luôn. Phanh. Có cái họng kìa, đưa họng cho rõ ràng. Rất là rõ ràng. Nam mô Di Đà Phật. Rồi có cái đường hang lên. Nó có cái đường thông lên phía trên nữa. Có cái đường thông lên phía trên. Cao Hớn xin kính chào quý bà con cô bác anh chị em. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của cô Ba ở chùa Hai San Tiên Núi Tượng. Thì mình hôm nay mình lên đây mình có dịp ghé ngang để mình muốn đi quay khám phá tìm hiểu cái hang ông Hổ. Thì mình không có gặp cô Ba, mình gặp người con của cô Ba có về chơi. Chào chị. Hang ông Hổ nằm bên tay phải này hả chị? Đừng muốn đi nhìn đi đường đây nè, lên đó nhìn coi giếng dòm bảnh lắm cũng. Bà hôm cô Ba có chỉ mấy anh em là cái hòn đá ông Mây, em có gặp ông Mây rồi, cái hòn đá ông Cá Sấu cũng kế bên luôn phải không? Đúng chị rồi. Thấy, chị theo chị thấy giống không? Giống. Rất giống luôn phải không? Rất giống luôn. Như nhầm khi anh với chị về cái ở trong nhà cái buồn cái hai chồng cũng dắt nhau rồi đó, đó để nhìn dòm ngắm cảnh này kia vậy đó. Dạ. Chị là không có ở đây phải không? Nghe cô Ba nói chị không ở đây. Không, chị không có ở đây được tại vì nhà ở dưới còn ở dưới Bạc Liêu đó. Dạ. Nói chung chị cũng út mà không có nuôi cha mẹ được cũng khổ lắm em. Nhà chị cũng còn nói chung là cũng còn rất nghèo lắm, cũng đi làm mướn ở Sài Gòn hoài, đâu có ở nhà được đâu. Dạ. Rồi em có nghe lâu lâu chị phải đi về dọn dẹp nhà cửa xương cha mẹ vậy đó. Em có nghe cô Ba lúc trước á, có kể cho em nghe là nghe nói chị cũng như mấy anh mà về đây mà muốn vô nhà mà cũng sợ đúng không? Sợ lắm chị, tại vì mấy năm về trước á chị về phải không, lên đây ngồi cái ngồi cái nghe nó nói chuyện, mà dòm đây không thấy ai mà cũng vẫn nói chuyện. Cái óc của chị nổi lên cùng á, chị nói má ơi, má ghéo vậy đó. Bà hỏi gì với vợ lạ? Trời ơi, ai nói chuyện con kẹt kìa bà. Bà đây mày nói bậy không? Thiệt. Ôi, con chạy ra ngoài con đứng cái được. Bà mày ngồi đó đi tao xuống. Xuống thì vẫn nghe. Hai mẹ con nghe có nói gì nè. Bà mẹ mẹ lâu lâu con cái tao về đi tìm tao đó nghe. Đủ mẹ mày có gì là tao bỏ đói mày đó. Ồ. Là chị thường đúng đó, chừng 2 năm nay là cũng bị nó. Hai mẹ con hồi đó còn bộ giường chưa ginh bỏ. Hai mẹ con mẹ má nằm võng, chị ngồi trên giường. Cái hỏi ai nhà sao vậy Lạc? Tại vì hai mẹ con nghe hết. Trời, ai ho cái kiểu kỳ quá, má ơi sao con nổi óc quá. Hỏi ông Lạc thôi, ông Lạc ngủ ho ngoài bồn nước mới ra. Cái không thấy ai, cái bà chửi. Họ làm 2-3 tiếng liền vậy á. Tức là những cái đó giống như chị đóng là vong hồn phải không? Cái vong hồn mà mấy cái người hồi đó người ta là chết quan đây đó, bị bom bóp qua đó. Là 39 người đó phải không? 39 người đó đó. Ở dưới đó nó còn chết một hố đâu 5-6 người đào một lỗ dọn dưới ở trước cửa đó bước xuống. Dạ, để chút xíu em rảnh em nhờ anh Lạc cái dẫn đi chị em đang xuống đó. Vậy là lúc nào chị về đây cũng sợ cái điều đó. Sợ, mỗi lần anh cưng hắn là ngủ chị đi không đi ở đây một lát á là như chạy không kịp, sợ quá rồi bò càng bò niễn này đá không rồi chết đó. Cái chị nó không đi, mình từ từ mình ở cái quen, lỡ mà mốt cha mẹ già qua đời rồi mình về đây hương khói rồi này kia rồi chạy hoài vì sao. Rồi cũng nói là niệm Phật rồi giái như ông bà ở đây chết quan chết ức gì đó cũng độ cho chị đừng có nhắc gì nữa, chị về đây mai sau cha mẹ qua đời chị cũng cúng quải cho ăn rồi hương khói không có để đói khác, nếu làm cho chị sợ nữa thì ai hương khói này đâu có ai đốt hương khói này nữa đó. Rồi từ từ cái dịu lại, mà mỗi lần về cũng phải sợ nha, chứ không phải không sợ, nhất là sợ trong kẹt đó, thường hay nhát là trong kẹt nó đổ ra không đó. Trời ơi anh em nó cục, tại vì cái kẹt đó là cái kẹt em đi qua đi lại với em hay khó cái cửa ngang đó, đó. Em thấy thằng ngốc đỏ này nó sợ dữ trời lắm. Trời ơi. Đó cái kẹt đó. phá ngang đó, đó ở trong đó có cái hang bích bụ trong đó hả? Dạ dạ đúng rồi giờ thôi chị đừng có nói nữa, tại vì cái điều đó là cô ba không có chia sẻ trong cái đó dạ em biết rồi, thôi được rồi để chị nói rồi em vô đây em lấy cũng thấy nổi cục rồi. Sáng má kêu mình vô trong bộ phòng tao lấy cái bài, thôi má đi đi con có đi đâu, lấy cái bài ra đó làm á, thôi tự má đi đi con đi. Chị là người sống trong nhà mà còn chi không dám. Con xin lỗi má nha, con phải là con má sai, con không đi mà con không dám đi đâu, tự má đi đi con không đi đâu. Dạ. Vậy rồi với già nữa, ở hồi đó đâu có che mấy cái này đâu, trong cái hang này không à. Từ từ cô bác người ta đi giếng rồi mưa gió rồi, rồi ngồi ở đâu tạt giọt rồi mấy cũng ngay ngay mấy người ta thương tình ta cho cây cối rồi che. Hiện tại em thấy cái này cũng một xuống cấp rồi hả chị? Một có trơn rồi. Một à, cũng một giống nhà cô Bảy ở dưới rồi. Một luôn á kìa, mấy cái cây đó, cây cây đồng tay đó là tiêu trơn còn thực sự một cái trơn là tiêu chân đồ này nọ. Đây bị gãy à. Thiết này chắc cũng mới sửa sau này nó còn đỡ ha, nhưng mà cây thì một hả chị? Cây thì một cây, tại giờ đó anh chị dở ra rồi không có cây, lúc đó nói chung là khổ, mẹ con gì khổ, gặp nhau là để khóc không đó. Rồi cái đi xin cây người ta cho như hơi xài cũng qua lớp nhà rồi cái người ta cho rồi về che. Còn cái ton đó thì người ta cho ton này ton mới mà giả lại cái cây mình đã cũ. Dạ. Đó. Rồi khúc thở nay á, hai chồng làm còn ngu nữa, cái ton cũ đem cũ èm luôn đem lên đây. Bây giờ khúc này thì cây một mà ton mới, còn ở trên đây cây á thì còn nguyên mà ton đã mục. Khô mưa cái là ở đây giữ cái trời lắm. Thôi chị có thể nói với cô ba, bà hẩm có cô bác gửi cho cô ba được 9,5 triệu đó. Cô ba nó để cái số tiền đó là để mua bông hoa hương quả để cúng Phật cúng cụ Quyền. Thì chị có thể nói cô ba trích ra những cái số tiền đó đó, có gì mình sửa sang cái này mình lại đi. Rồi cái việc cúng đó thì từ từ mình lấy sao. Không có dám nói, tại vì chị là dâu, chị không có dám nói. Dạ, tại vì cô ba thì cổ tánh cô ba cũng trung trực và đó, trung thực. Hiểu rồi đó. Dạ, em hiểu, bởi vì em còn không dám nói. Chị cũng dám, như về đây phải không? Thấy má ơi, cái nào xài được cũng được con dục nè, không cho làm sao chị chỉ quét dọn chịu phép vậy thôi đó, chứ đâu có dám mà thôi cơ dục. Dạ vậy thôi mấy em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Mấy em sẽ đi qua bên kia để tham quan hai người đó. Qua bển tham quan bên hang ông Hổ đi rồi. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Đây, bên đây đó hả chị? Dạ. Đi đường này được nè. Đi đường này cũng được. Đi đường này mình leo cái đường đây nè. Bước qua đây. Đây, những cái hòn đá đây nè. Rồi. Lớp lá cây luôn. Lá cây không à? Lá cây không. Đây, cái hòn đá này là quý bà con cô bác. Giống hình con cá sấu, hay đó là có cái miệng nha. Ui, giống quá. Giống không? Ui, rất là giống ha. Giống thịt luôn. Đưa cái miệng ra kìa. Đây cái miệng nè, cái này trên, cái phần u, cái đầu. Nè, cái nằm kìa. Cái dạ dưới nè, cái lượng dạ dưới nè. Đứng xa nhìn rất là giống, không? Giống, ba giống rồi. Bờ hổm là do, bờ hổm tôi đi tới đây nè, cô ba có chỉ nhưng mà có cái điều là nó còn dính cây cối với ấy đồ nhiều đó, không nhìn rõ. Bữa nay cô ba dọn dẹp ra thấy rất là rõ luôn. Quá giống rồi. Ông lên phía trên đó kìa, là có đậu mày rất là giống luôn. Đi, con nè. Con gì? Đi, lên trên, có cục cò mối nữa nè. Có cò mối. Leo bên đó đi. Để mình lên bên trên. Có con gích nè. Có con gích. Bự lắm hả chị? Có một con đang chết khô ở trên đây nè. Cái này lên cái đường này ha. Đi đường đó đó. Để mình lên cái đường này với bà cô bác. Đây, những cái hòn đá xung quanh đây nè. Rất là kỳ bí luôn bà con cô bác. Nhìn kìa, cái hòn đá bự trên đó chỉ dính treo leo cái phần nhỏ ở dưới của cái đá kia thôi, nhưng mà không rớt xuống. Đó là sự sắp đặt rất là huyền bí của các vị chư thần. Đây, lên đây là mình nhìn thấy đầu ông mây rất là giống. Quá ngộ rồi anh. Thấy giống không? Nè, ống nằm ống xi vòng vòng nè. Nó, cái kìa. Nè. Nè, ngóc cái mái cao lên thấy rất là rõ luôn nè. Đây là cái đầu ông mây. cho quý bà con cô bác. Đây là cái miệng nè, anh thấy cái miệng không? Cái miệng đó. Cái miệng nè, cái mép trên nè, mép dưới nè. Còn trên đó là cái mồng, cái sừng. Và những cái đường qua văn này rất là giống cái dãy của ông luôn nha quý bà con cô bác. Này, đây, cái qua bên luôn. Đây là cái cần cổ. Đây. Đó, cái cần cổ có ngắn ở chỗ đó. Cổ nè, có và ngắn ông nằm cái đầu ở đây và phanh tròn ở đây, phải cái phanh cái mình xuống đây. Khoan để em đi qua bên này. Tới cái đuôi nhỏ dưới đây. Rất là giống luôn. Mình để cái máy cao lên nè, thấy rất là giống luôn quý bà con cô bác. Dạ, cô ba. Con dẫn anh Tịnh Biên đi xem lại. Dạ. Hai con đi qua hang ông Hổ chút xíu. Dạ. Thấy giống không Tịnh? Giống. Rất là giống ha. Qua đây nè, qua đây nè. Qua đó thấy rõ không? Nằm phanh một tròn ha, đẹp ha. Phanh một cục luôn. Phanh. Có cái họng kìa, đưa họng cho rõ ràng. Rất là rõ ràng. Quá rõ rồi, quá đẹp rồi. Thôi mình đi cho qua bên hang ông Hổ rồi. Hang Hổ anh. Ừ. Đi, bây giờ mình sẽ đi qua hang ông Hổ cái bực quá. Vị trí ngày xưa đây là cô ba sống trong cái hang và dưới một cái hòn đá này. Anh Tịnh biết không, vị trí ngày xưa là cô ba từng gặp ông Hổ nằm ngay trong vị trí đó đó. Ông Hổ nằm ngay trong cái vị trí cái võng á, trong cái bằng thiên luôn. Gặp ông Hổ bự bằng con chó, lớn hơn chó chút xíu. Cô ba trong đời cô ba gặp được một lần đó duy nhất. Còn cô ba cô bảy thì lúc trước có chỉ mình đi qua cái bên đây là cái hang ông Hổ. Hang ông Hổ nằm phía bên đây nè. Ồ, nhìn những cái hòn đá này nè, bự. Rất là đẹp luôn, hòn đá này to quá to luôn. Nó có cái... Kìa, ông nhìn cái hòn đá này. À, có quay văn kìa. Mình hòn đá bự rồi có quay văn mà giống hệt cái đầu ông Mây luôn hết. Giống hệt luôn thấy không? Tại vì nó khuất mấy cái cây này rồi, với bà con cô bác nhìn trên màn hình không thấy rõ đâu. Mình đứng ở ngoài đây mình nhìn thấy rất là rõ luôn. Những cái quay văn như là một cái dãy gì đó. Ràng luôn. Cái phần là trên đó đó. Rồi, đi qua đây. Rồi con gì vậy? Con kỳ nhông, nó chạy sột sạc hết hồn nha. Nó chừng những cái tảng đá bự bự không? Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. À, hôm nay hai con đến đây muốn quay một clip hay đẹp về chỗ chùa hang San Tiên núi Tượng. Rất mong quý các vị chư thần năm non bảy núi, chư thần ông bà tại núi Tượng này, tại nơi đây cho phép hai đứa con đi quay phim gặp những điều may mắn. Dạ. Hồi rồi trong cái ngách này, anh thấy cái da đá mà cái hoa văn nó ngộ ngộ đẹp đẹp á. Ha. Cái ngách này nè. Không biết phải đây không, tại lúc đó có điên lần nha, không biết phải. Hình như trong đây nè, hình như ở dưới đó đó, mà mình đi đường này không có được, hình như đi đường bên đây nè. Đúng rồi, hình như đi đường này. Ôi, ở đây có cái đường lên nữa nè anh. Ở trên đó hả? Ở trên đây là cái đường gì, đi qua cái chùa hang bên đó hay gì nè. Nhưng mà cây quá anh ơi. Ui, nhìn xuống tới trên lũng kìa. Xa quá. Nam mô Di Đà Phật. Ê, anh đừng có chụp vô mấy cây này nha. Gai không đó. Đi vịnh mép cây thôi. Gai dữ lắm. Ê. Ây da, trời ơi, đụng đầu. Ui da, gai quá. Cái này lâu quá không đi lại cái lá cây quá ha. Lá cây quá trời dưới đây luôn rồi nè. Ôi, những cái hòn đá sắp lớp đẹp quá. Ê, sốt. Ôi ôi. Được không? Được, được. Vô đây cái mát lại ha. Mát lạnh luôn á. Ừ. Đổ quá, có cái hơi đá gì á. Hơi đá lạnh. Đây, bước xuống đây. Nam mô Di Đà Phật. Cái ôi mát lạnh nè. Cái chỗ này cái gì anh? Ở chỗ này nè. Chỗ này nè. Ông ở đây hả? À, vị trí ông Hổ ngày xưa ở đây. À. Ngày xưa là ở ngay cái vị trí trong xung quanh đây, đây luôn. Còn ở đây thì có một cái đường hang đi sâu vô chút chổng nữa. Nhưng mà hôm nay cái đường này mà nhưng mình lúc trước rồi có nói với cô Bảy chùa hang cho anh. Dám lắm ạ, thông qua ngay chân cái chùa hang á. Ừ. Đúng rồi, chắc đường này quá. Phải không? Nam mô Di Đà Phật. Rồi có cái đường hang anh ơi. Nó có cái đường thông lên phía trên nữa. Có cái đường thông lên phía trên. Đường thông bự không? Cũng nhỏ, nó ngóc lên là mình không thấy được. Thôi. À, ngoài đây có bộ ly hương nè. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đây, đường ở dưới. Ở phía dưới đó thì có những cái ngôi mộ rất là nhiều cái đó luôn quý bà con cô bác. Đâu? Ở bên đây cũng có những cái nhách kẻ hang rất là sâu vô phía trong. Ồ, cái gì vậy? Giống ổ cắt kè mà. Bên đây. À, bên đây cũng có cái đường thông ra phía về hướng nhà cô ba nè, nhưng mà ngặt cái cây rất là nhiều, chui nó khó. Ôi cái hòn đá này ngộ anh Tịnh. Ngộ. Nè, nó bị dính có chút xíu gì nè mà vẫn treo leo nè quý bà con cô bác. Ngộ thiệt. Cái hàng này còn sâu lắm anh ơi. Cái gì? Hàng này còn đi sâu lắm anh ơi. Tốt cái dưới hả? Ôi, có dấu con gì bươi nè, bươi vô ăn vô cái cây nè nè anh dòm ha, thấy không? Ở đâu đen nè, trên cái cây nè, anh đi xuống đây đi. Ngồi trên đây tôi đâu thấy đâu. Anh đi xuống đây đi. Ngồi đi. Dạ. Đó, bươi vô cái cây đó, có cái dấu giò hay là vào vô cái cây. Đúng rồi. Láng đen đấy. Đúng rồi. Cái hòn đá có cái dấu giò nè. Đây. Cái chân đèn pin mình gọi là quý bà con cô bác. Có cái dấu vào đi lên nè. Cái đường này nó thông thương xuống đây luôn. Đây, ngay chân cái chỗ này. Ngay chân chỗ mình gọi nè. Trên đây nè, cái cục đá nè. Có những cái dấu. Thôi. Nói chung là không biết thì mình thấy vậy thôi. Mình chỉ nói vậy thôi, không biết đâu. Sâu tốt cái dưới. Ừ, sâu dữ lắm. Cái hòn đá này kỳ bí á. Ừ. Bự mà chim những cái cục đá nhỏ như thế này nè. Không gớt chứ. Lộ ra gần nửa cục đá bự này luôn à. Lội ra luôn nè. Ừ. À, mình đi dài lên đi. Nghĩ là ui. Ở bên đó. Ừ, nhảy lên đây. Cái u da này cái chỗ này là chắc cái trứng cái kè nè, cái kè đó đây cái gì nè. Ừ. À, trắng. Thôi đi lên. Đi lên cũng chưa anh Tịnh ơi. Đi. Xuống thì nó thấy dễ mà bước lên. Bước lên nó thấy khó quá. Bước lên cẩn thận cái đầu nha. Cái đầu có cục đá trên á. Cái chỗ này bớt lá về bịch luôn anh. Ây da. Lá trong à. Chụp cái cây này coi chừng gai nha. Ây da. Ôi ơi. Lên nó khó hơn đi xuống. Được không? Được. Ôi rồi. Gà đứng đây cái khỏe. Mát, quá mát. Đi ra ngoài. Thì vừa qua mình đi vào bên trong hang ông hổ, mình quay lúc mà mình ở trong hang thì mình cũng không dám nói những cái điều gì huyền bí tâm linh, những cái điều gì lúc trước tới giờ cô ba cô bảy từng kể. Thì cô ba lúc trước có kể cho mình nghe là ở trong hang này lúc trước là cô ba và bà mấy cô bác xúm nhau mấy chục năm về trước là có nấu một dạ nếp là gói bánh tét để trong hang đó cúng ông hổ. Thì cô ba và mấy cô bác đứng ở phía ngoài đây gìn thì thấy ông hổ xuất hiện ra và tha những cái đòn bánh tét đó đi vào phía trong hang sâu nữa. Thì cái đó thì mình không biết sao, nhưng mà cô ba kể cái đó là cái sự thật quý bà con cô bác. Có một lần cô ba cùng với cô bác nấu một dạ nếp gói bánh tét để cúng ông hổ, dường như ông hổ đã tha đi ăn. Ôi những cái hòn đá này để mình lên phía trên đây cái. Trong đây có cái hang sâu trong đây nữa quý bà con cô bác, rất là sâu luôn. Cái kẻ này đi vô sâu tươi. Cái này nếu mà con người của mình như mình sẽ đi vô chổng được luôn, nhưng mà mấy cái này mình không biết do đó mình không dám đi. Từ đây mình nhìn xuống cái đồng bằng ở phía dưới. Rồi thôi clip mình cũng dài rồi, cũng chưa nắng mà mình lội xuống núi rồi. Cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi clip của mình. Mình xin tạm dừng clip tại đây.